phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB tiếp tục diễn ra. Sau phần đối đáp của Viện Kiểm sát, các luật sư tiếp tục trình bày quan điểm bào chữa tội danh tham ô tài sản của Trương Mỹ Lan. Thưa quý vị, theo luật sư, bị cáo Trương Mỹ Lan không có các dấu hiệu cơ bản cấu thành tội tham ô. Bị cáo không phải là người có chức vụ tại SCB, không phải là chủ thể của tội tham ô. Dù bị cáo Trương Mỹ Lan sở hữu 91% cổ phần hay nhiều hơn nữa, thì cũng vẫn không phải là người có chức vụ quyền hạn. Theo đối đáp của Viện Kiểm sát, mặc dù bị cáo Lan không quản lý tài sản của SCB, nhưng nắm quyền chi phối tuyệt đối nên có quyền bầu, miễn nhiệm thành viên SCB. Đây là điều kiện, phương thức, thủ đoạn để bị cáo lợi dụng chiếm đoạt tiền tại SCB. Các bị cáo chủ chốt tại SCB đều khai nhận khi được bổ nhiệm đến lúc khi nghỉ đều phải thông qua Trương Mỹ Lan. Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định hành vi của Trương Mỹ Lan đủ yếu tố để cấu thành tội tham ô tài sản. Bám sát theo quy định của luật, không những là bộ luật hình sự mà luật doanh nghiệp, luật phòng chống tham nhũng, luật các tổ chức tín dụng. Thì nếu mà theo đúng những câu chữ, đúng những quy định của các cái luật đấy thì có thể là bị cáo vi phạm vào cái tội khác, chứ cái tội tham nhũng thì nó không đủ cái cơ sở. Thế nhưng Viện Kiểm sát thì không phân tích, không tranh luận một cách cụ thể, đưa ra cái điều luật cụ thể mà chỉ nói chung và cứ quy chụp, quy kết về cái việc là thủ đoạn rồi động cơ. Thế nhưng đấy là những cái suy luận chủ quan, thế còn những cái vấn đề khách quan, những vấn đề căn cứ rồi cơ sở pháp lý thì nó vẫn không rõ. Theo luật sư, Bộ luật hình sự hiện chỉ quy định người nào lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý thì mới phạm tội tham ô. Luật không quy định người nào lợi dụng vị thế của cổ đông lớn hoặc có chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản mà mình không có trách nhiệm quản lý thì phạm tội tham ô. Ngoài ra, một số luật sư khác cho rằng Viện Kiểm sát khi trình bày quan điểm luận tội Trương Mỹ Lan về nguyên tắc đã có đầy đủ cơ sở, chứng cứ, tài liệu chứng minh. Sáng nay, chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Cộng đồng, Công ty Phân tích Thời gian thực, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Cộng hòa Ireland đã tổ chức công bố chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2023. Đáng lưu ý là khá nhiều chỉ số thành phần như tính công minh bạch đã giảm sút khá mạnh. Với 46,04 điểm chỉ số tổng hợp, Thừa Thiên Huế đứng đầu bảng xếp hạng PAPI 2023. Tiếp theo là tỉnh Thái Nguyên và xếp thứ ba là tỉnh Bắc Ninh. Nếu như năm 2022 bị gián đoạn do đại dịch COVID-19, thì từ năm 2021 đến năm 2023, Thừa Thiên Huế là địa phương liên tục đứng đầu bảng xếp hạng PAPI. Trong 8 chỉ số thành phần, Thừa Thiên Huế đẩy mạnh cải cách về thủ tục hành chính điện tử, chuyển đổi số cũng như chủ động tiếp cận và giải quyết vướng mắc của người dân. Nhìn chung, chất lượng quản trị hành chính công tại các tỉnh, thành phố phía Bắc và miền Trung có xu hướng được người dân đánh giá cao hơn so với các tỉnh, thành phố phía Nam. So với kết quả PAPI 2021, có 24 tỉnh, thành phố cải thiện đáng kể ở chỉ số thành phần tham gia của người dân ở cấp cơ sở, chỉ số thành phần công khai minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương. Tuy nhiên, nhiều địa phương giảm sút ở chỉ số thành phần kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và quản trị môi trường. Kết quả PAPI 2023 được khảo sát qua 19.536 người tại 63 tỉnh, thành phố với 8 chỉ số thành phần, tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch trong việc ra quyết định, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường và quản trị điện tử. Thưa quý vị và các bạn, thông qua các bản thỏa thuận hoặc các hợp đồng được chuẩn bị từ trước, hàng nghìn tỷ đồng tiền mồ hôi nước mắt của hàng trăm nhà đầu tư đã được nộp cho ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục E-Group. Liệu hy vọng đòi tiền của các nhà đầu tư sẽ như thế nào? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Bà Hiền cho biết khi bà đang có ít tiền tiết kiệm gửi ngân hàng thì nhận được hàng loạt cuộc điện thoại từ nhân viên sale của E-Group dụ bà rút tiền gửi sang E-Group để hưởng lãi suất cao hơn nhiều ngân hàng. Hàm lãi, bà ký hợp đồng với E-Group nhưng mấy năm sau không được trả bất kỳ một đồng nào. Bà tìm đến trụ sở đòi nợ nhiều lần nhưng đều không được. Bây giờ con tôi nó chữa, nó phải mổ cho nên tôi xin đến 30 triệu thôi để tôi về tôi lo tiền viện. Nó bảo là chúng cháu không giải quyết được. Tôi đần mà tôi ngu quá. Bây giờ tôi qua bao nhiêu trận đấu tranh tôi mới tỉnh ngộ. Người già, người về hưu ít kinh nghiệm không đòi được tiền là một chuyện. Nhưng nhóm nhà đầu tư là những người trẻ, có địa vị xã hội, có kinh nghiệm đầu tư và cũng đã tìm hiểu cẩn thận cũng không khá hơn. Từ năm 2020 đến nay là 4 năm, thì là có 4 biên bản là cam kết về việc là trả tiền lãi và gốc theo thời hạn đó, theo từng giai đoạn một. Và cả nhà em, cả họ hàng và bản thân nữa thì khoảng tầm 10 tỷ đã gửi vào đấy rồi.
Chưa có lấy được tiền không? Chưa lấy được một đồng ạ. Tất cả những gì những nhà đầu tư này có đến lúc này là những bản cam kết đều là nội dung khất nợ, chỉ khác nhau ở ngày tháng. Luật sư cho biết, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Thủy và các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra sẽ kê biên và thu giữ tài sản. Sau khi kết án, mới tính được khả năng trả lại tiền cho nhà đầu tư. Việc nhà đầu tư muốn lấy lại tiền ấy, thì cũng lại chờ xem là cái hoạt động điều tra này, cơ quan tiến hành tố tụng thu giữ kê biên được bao nhiêu tài sản. Thì sau đó thì cơ quan tiến hành tố tụng, tòa án sẽ đưa vụ án xét xử. Và đến khi có bản án xét xử cuối cùng của cơ quan tiến hành tố tụng là của tòa án, thì bắt đầu mới biết là nhà đầu tư được hoàn lại bao nhiêu tiền. Thì lúc đó thì bản án hiệu lực xong thì các nhà đầu tư sẽ thực hiện làm đơn ra cơ quan thi hành án để nhận lại cái phần tài sản của mình. Trước đó, những nhà đầu tư nhiều lần đến trụ sở E-Group đòi tiền đều ra về tay không mà không nhận được bất kỳ câu trả lời chính thức nào từ phía công ty. Đây là câu trả lời duy nhất mà họ cay đắng nhận được từ người được giới thiệu là trợ lý của ông Thủy. Hiện nay, những nhà đầu tư đã gửi tiền vào tập đoàn E-Group, còn dư nợ chưa đến trình báo thì khẩn trương cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Ngọc Thủy. Hàng nghìn tỷ đồng mà nhà đầu tư nộp vào E-Group đã được chi tiêu như thế nào? Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục tìm hiểu và chia sẻ tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Tối qua, một đám cháy lớn xảy ra tại dãy nhà ven kênh Tàu Hủ thuộc phường 2, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu thì người dân cố gắng dập tắt đám cháy nhưng bất thành. Sau đó khoảng 20 phút, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 8 đã có mặt để khống chế đám cháy. Vào khoảng 19 giờ 30 phút, người dân phát hiện đám cháy lớn phát ra từ khu vực xưởng sản xuất đồ gỗ. Khi phát hiện, người dân xung quanh hô hoán dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động lực lượng đến hiện trường tiếp cận dập tắt đám cháy. Khi mà cháy phát ra thì ở đây hả, cứu hỏa giống như là bình chữa cháy đồ cháy không được nữa, tại vì nó bùng lên, nó lan hết mấy căn nhà kia hết rồi. Bây giờ nhà tôi bị cháy hết 2 căn trong đó. Cô đã nhìn vào cửa nhà, vì nhà có cửa trước, thì cửa sau là đối diện bị cháy luôn. Cửa sau, cô mở ra thì thấy lửa cao lên rồi, thì khi thấy ngọn lửa lớn rồi là cô chạy. Cô lấy mấy cái đồ đạc ở trong nhà, giấy tờ thôi, tiền bạc cô cầm đi thôi, còn nhà cửa là để đó luôn, áo đồ để đó luôn. Sau 3 tiếng xảy ra vụ cháy thì công an phòng cháy chữa cháy quận 8 cùng các bên liên quan đã phối hợp dập tắt khống chế được đám cháy. Thông tin ban đầu xác nhận thì đám cháy này đã gây thiệt hại hơn 10 căn nhà. Đợt thiên tai thảm khốc vào cuối năm 2020 khiến cho nhiều tuyến đường giao thông đi các xã vùng cao của huyện Phước Sơn bị phá hủy nghiêm trọng. Ngay sau đó, tỉnh Quảng Nam đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để tu sửa và làm mới lại những tuyến đường hư hỏng. Thế nhưng đã hơn 3 năm, tuyến đường đi 4 xã vùng cao của huyện Phước Sơn vẫn còn ngổn ngang. Đường làm mãi không xong khiến việc đi lại của đồng bào dân tộc Bờ Nong càng thêm vất vả. Đây là tuyến đường DH từ xã Phước Chánh đi xã Phước Lộc của huyện Phước Sơn. Hơn 2 năm triển khai dự án, tuyến đường này vẫn ngổn ngang, nhiều chỗ bị đào bới nham nhở, cầu cống chưa hoàn thiện. Tại trung tâm xã Phước Thành, thời điểm này thời tiết thuận lợi nhưng nhà thầu thi công cầm chừng. Máy đào, xe múc nằm bất động. Tuyến đường quá chậm trong thời gian thi công. Nó cũng mong lòng sớm để cho bà con ở đây dễ dọn, để dễ gây tai nạn giao thông. Tháng 10 năm 2020, Quảng Nam đã đầu tư cho huyện Phước Sơn 700 tỷ để khôi phục các công trình giao thông. Trong đó khoảng 450 tỷ đồng đã rót về cho địa phương làm 50 km đường liên huyện. Tiền không thiếu. Nhưng đến nay, tiến độ dự án chưa được 40% khối lượng. Thời tiết nó ảnh hưởng rất lớn ở đây này. Nếu bọn em đang đắp cái đất nền đường mà nó mưa một ngày phải nghỉ tới 3-4 ngày sau mới đảm bảo lại được. Chứ bọn em cũng không dám đảm bảo đấy như thế. Lãnh đạo huyện Phước Sơn thừa nhận, dự án tái thiết khôi phục gần 50 km đường DH huyết mạch đi 4 xã vùng cao làm quá chậm do năng lực đơn vị thi công có vấn đề. Với tiến độ như hiện tại, cuối năm nay dự án khó hoàn thành. Thời điểm nguyên vật liệu xây dựng nó tăng cao, cho nên cái sức khỏe của doanh nghiệp để mà tổ chức triển khai thi công các cái tuyến đường này nó gặp vấn đề.
Quảng Nam đã bước qua nhiều mùa mưa, nhưng tuyến đường lên vùng cao vẫn còn ngổn ngang, cách trở. Người dân làm ra không tiêu thụ được. Các nhu yếu phẩm vận chuyển từ đồng bằng lên bị tốn chi phí nên giá cao. Đồng bào bên nông vốn nghèo khó, nay càng thêm túng thiếu. Do đó địa phương cần đốc thúc nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch.